Chào tất cả các bạn và anh em đến trên YouTube Tân và Vinh của mình ha. Kênh của mình đó là chuyên mua bán, thanh lý, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh và nhạc sống và cầu kéo. Và có đi thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa. Nó hôm nay thì em có đi thâu về cái dàn nhạc cũng khá là lớn ha. Rồi cái dàn nhạc thì em chưa quay. Đó, anh em có cần coi dàn nhạc thành phẩm á thì qua tin Tân cầu kè và Vinh giùm em ha. Hôm nay thì em quay món đồ lẻ em gã ra. Lo BA Thái, lo 40, lo 30, lo 50. Về khá là nhiều, độc xì, gian số, chép đó, thì em quay sơ sơ anh em ha. Rồi đầu video hôm nay thì em có về được một cây Yamaha DSB99 à, không biết khách nào có đặt chưa thì alo lại giùm em. Hôm qua tại em đi công việc, em chạy xe, nói chung hôm qua là em chạy nguyên ngày luôn á nè. Chạy từ sáng em chạy tới 8-9 giờ mới về nên cái máy hết pin nữa. Nhiều khi anh em mà điện lại em không được thì thông cảm giùm em ha. Đó thì hôm nay em quay là cái con này 700 nè, vàng DSB99. Anh em nào có mua thì cứ alo lại giùm em ha, sợ nhiều khi em quên. Rồi 700k, một cái gian số CAF nó eco đồ đầy đủ, bán cái này 900k anh em, gian số mà giá rẻ nè. Bỏ anh em mà hỏi gian số giá rẻ thì alo lại giùm em ha. Cái CAF có hai ngọn led gai center sub mid ở phía sau ha, giá rẻ 900. Lọc xì thì em về cũng khá là nhiều, đây giờ em quay qua chép ha. Chép thì em còn khá nhiều đó, một cái này em bán cho anh em với giá là 350k ha, không gồm cái họng ha, chỉ là củ chép thôi, lẻ chép 750. Em còn khoảng 5-6 cặp chép 750 này, chút em quay cho ha. Một cái lẻ là 350k. Rồi lọc xì, nó lọc xì thì em về cây 2231S màu trắng khá đẹp ha. Đó, 2231S, giá cây này là 900k ha, hàng còn khá là mới. Đây, cây này mới ken ha, 900. Một cây lọc số, lọc qua lọc số anh em, giá là 1,5 triệu. Cây lọc số màu vàng chanh khá đẹp ha. Tiếp theo thì em một cây DBX. Cây DBX này thì em bán giá là 700k anh em. Nói chung là tại vì nó hơi xấu chỗ này ha. Nè, đây nè, có hơi xét chỗ này nè, cái tay em ha. Hơi xét chỗ góc nhẹ chỗ này thôi. Chung là chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Cũng khá là nặng ha. 223. 231 nha nè. 700k. Nó hàng nào có hơi xấu nhẹ thì em bán giá là rẻ hơn tí ha. 700. Rồi, một cái lọc B-Way. B-Way 231 EQ. Đó, cây này thì 1,2 triệu anh em, màu trắng còn khá đẹp nha. Dung đẹp cũng như mới. Rồi, Code. Code GHS. Đó thì cây này là 600k. GHS 835. Rồi 600 ha. Tiếp theo thì em có một cây năng tiếng CB 800 Pro đó, cây năng tiếng TD Acoustic đó. Cây này thì 800k anh em, hàng của TD. Và một cây giang cơ đó. Em thâu của khách lại thì cái cây AD Max X7 Pro gì nè, nó anh nói anh mua 3 triệu mấy gì đó. Đó thì hôm nay em bán cho anh em giá là 1,4 triệu ha. Anh nói cái này là anh mua 3 triệu mấy á. Em biết cái này thì em không có sợ, thì em có lên sạch thì sợ. Cây này chỉ là cây giang cơ thôi ha. Giang cơ lai số. Đó. AD Max X7 Pro gì nè. 1,4 triệu. Rồi một cây cốt cơ DBX màu trắng. Đó, khá đẹp. 234S. 234S nha. Rồi cái này em bán cho anh em với giá là 700k. Đây mặt sau. Ba quay, bốn quay, nó còn khá là đẹp. 700. Rồi một cây chống hú 2.0 em mới vừa về, nó hôm trước anh em nào có hỏi thì cứ alo lại giùm em ha. Cây 2.0. Đó, giá 700. DBX 2.0. Rồi còn một cây Idol. Cây Idol 100 hàng Trung Quốc, rồi giá là 700k ha. Một cây giang hai màn hình ở dưới đó, đây cây hai giang hai màn hình ha, giá 1,1 triệu. Eco điều hòa đầy đủ ha, giang
cơ lay số 2 màn hình, hàng bãi nha. Rồi em về với cây mixer. Mixer thì hôm nay vậy mixer đẹp đẹp không anh em. Rồi một cây EFX 12 sạc 2. Eco hoạt động hoàn hảo, đó, giá là 1,8 triệu nha anh em. Mặt mày còn khá đẹp, nó hai fader này thì ảnh dán lại để biết là hai thanh mi hay gì đó. Đó. Chiếc này hoạt động hoàn hảo hết. Nó giá là 1,8 triệu. Bên này cũng là một cây EFX 12. Giá cũng là 1,8 triệu nha anh em. Hoạt động hoàn hảo hết. Hai cây như nhau ha. Rồi một cây Sharp này không có Eco, EFX 8. Giá là 1,1 triệu. Đây. Và tiếp theo thì em còn một cây EFX 8. Đó. Cây này thì còn mới khoảng 95% nha anh em, chưa có dấu bong chóc nè, còn khá là đẹp luôn nè. Đẹp ken luôn, 1,8 triệu. Đồng giá là 1,8 triệu hết nha anh em. Rồi tiếp theo thì em quay qua lo ha. Lo thì hôm nay em về khoảng mười mấy cặp nha anh em. 13, 14 cặp gì đó. Mà em thấy tháo sơ sơ khoảng 10 cặp. Rồi em quay sơ sơ cho anh em ha. BA có, hàng Trung Quốc có ha. Rồi tiếp theo thì em về được một cặp, hai cặp. Hai cặp 500B ha. Hàng của Thái Lan nha. Made in Thái Lan ha. Còn Gin. Đó. Anh em kiếm hàng 500B thì alo lại giùm em ha. Hàng này cũng còn khá là mới nha. Rồi một cặp này ném cho anh em, nó giá là 3 triệu đồng. 500B ha. Lo gin đẹp. Đây màn của nó ha. Em còn hai cặp. Một cặp là giá là 3 triệu nha anh em. Hàng của Thái 500B. Không phải hàng Trung Quốc ha. Đây. Em còn hai cặp, khá là đẹp, giá là 3 triệu đồng một cặp. Và em còn một cặp GCF Italy 450W, giá là 1,8 triệu một cặp nha anh em. Đây lo toàn bộ lo gin ha, 1,8 triệu một cặp, từ 190 con 75 GCF Italy. Rồi tiếp theo thì em qua lo 30 ha. Lo 30 thì em còn được 4 cặp. Đây 4 cặp nhưng mà khoảng mấy mẫu ha. Đây. Cặp này có làm con rồi, 30 từ 170. Ôi 190 nha anh em, xin lỗi ha. Từ 100 này coi. Đó, con 75. Rồi cặp này em bán cho anh em với giá là 1,1 triệu ha, làm con rồi mà hơi xấu, 1,1 triệu. Tiếp theo thì em còn một cặp Bát Thái. Đây. E12 300S. Đó, BA. Hàng này thì có dấu làm con rồi anh em. Đây. Có dấu làm con rồi mà đẹp ha. Giá là 1,7 triệu một cặp. Chung là đây có cái tem của Bảo Dương nha. Hàng BA này có tem Bảo Dương hết rồi nha. Đó, tem vàng. Tem Bảo Dương á. 1,7 triệu một cặp. Và tiếp theo thì em còn một cặp net, hai cặp Nestle ha. 1200W này chắc không phải công suất thật đâu anh em. Không có đâu ha. Nestle. Một cái zin đó, một cái làm con. Rồi cặp này 1,4 triệu ha. Con 75. Đây một cặp Nestle. Ba tắc ha. Đây cặp này thì zin. 1,5 triệu. 1,5 triệu một cặp zin, nó còn một cái làm con rồi thì 1,4 triệu ha. Rồi đây hai cặp 40. Đó, từ 190 con 75. Họng thì gân vuông nè. Con nó thì zin ha, zin đẹp. 1,6 triệu một cặp. Hiện tại thì em còn hai cặp. Hai cặp 40 từ 190 con 75. Y như nhau ha, con zin 1,6 triệu. Bát 50 đó, thì em về được mấy mẫu ha. Đây là B52, nó làm con rồi, giá là 1,1 triệu một cặp.
Rồi một cái anh em nói lộn ha, đến nhiều khi anh em vô nói một cặp mà 1,1 triệu một cái, nói giá là 1,1 triệu bắt 50 ha, từ 220 con 100 đã có làm con rồi, hoạt động hoàn hảo hết nè, con này làm con rồi nha. Rồi một cái BA mà đã có làm con rồi đó, cái này thì 1,3 triệu một cái, từ 220 con 100 bát 50 giá rẻ, sườn sắt con 75 giá là 500 một cái ha. Hôm nay đồ em về nhiều nên quay clip hơi dài, anh em chịu thói thông cảm xem dùm em ha. Đó 500 một cái. Đây một cặp BW từ 220 con 100 đã có làm con rồi, nó giá là 2,2 triệu một cặp này. Một cặp giá là 2,2 triệu. Đây. Một cái lẻ thì 1,1 triệu anh em. Đồng giá ha. Em còn khoảng 7-8 cái gì á. Rồi tiếp theo thì em còn một cặp BW 2,6 triệu anh em. Con zin, nó cặp này anh em kiếm con zin thì em còn được một cặp zin duy nhất ha. 1,500 W. Nói chung là zin đẹp luôn á. Cái này còn khá là đẹp nè, 2,6 triệu một cặp. Chỉ em còn duy nhất có một cặp này là zin ha, còn bao nhiêu đó tất cả là lo đã có làm con rồi, giá 1,1 triệu một cái. Còn quay qua men và vỏ lo, hay vỏ lo em về khá là nhiều. Quay sơ sơ anh em cần muốn nào alo lại giùm em ha. Một con nano mắt 24 sò. Đây, đồ thắt cũng còn khá là đẹp, 2 triệu đồng ha. Một con men độ vùng to vùng nhỏ giá 1,9 triệu. Một con men 56 sò đó, giá là 3,2 triệu nghe anh em. Rồi một con men 7, con men 7 này thì là giá là, rồi em nghe thổi nha nè. Rồi một con men 7 900 W một kênh đó, anh em cần thì cứ alo lại giùm em ha. Rồi anh em mà có, em có về một cái vàng, một cái vàng nhạc thành phẩm, chúc anh em có xem thì qua tên kênh đó Tân Cầu Kè và Vinh giùm em ha. Nó lo thì em còn khá là nhiều, em cần mẫu nào thì cứ alo em chụp hình lại cho ha. Mẫu này thì 1,000,000 một cặp, vỏ 40, nó họng đầy đủ. Vỏ này thì nó hơi xấu nên giá nó hơi mềm anh em, 1,000,000 một cặp. Rồi quay qua chép, đây chép thì em còn khá là nhiều luôn á, 350 một cái hết ha. Còn cái này thì 400 một cái, họng gan 4,5,7,50 ha. Nó rồi còn 8,50, 8,50 thì một cặp 1,1 triệu anh em. BW 8,50, gan 8,50 nha, là 1,1 triệu một cặp. Còn vỏ thì em quay chi tiết lại cặp vỏ cho anh trai có hỏi em thì này, JBL SG700 ha, tay sắt nó 1,2 triệu một cặp. Đây là cái mặt trước nữa ha, mẫu JBL lưới đây. Và đây là phía trong nội thất của nó, giá của nó là 1,2 triệu một cặp. Agay đó, Agay nó sầu đôi nữa, 30 đôi á. Rồi anh trai có hỏi cái mẫu 30 mà đôi thì đây, nó mẫu 30 đôi đây nha. Cặp này giá rẻ 1,000,000 đồng ha, dán ép 30 đôi giá 1,000,000. Đây là mặt lưới của nó ha, giá 1,000,000 đồng một cặp. Còn 40, đây mẫu 40 Agay thì em về khoảng 4 cặp thành phẩm nha anh em. 4 cặp 40, giá một cặp đó là 2,2 triệu. Hậu chạm đầy đủ nha, tay sắt đầy đủ hết. Đây là cái mặt lưới của nó, để phía trong này anh em không thấy. Đây cái lưới nó thì em gỡ ra rồi ha. Đây. Rồi cuối video thì em còn một cái cây âm ly 7 ha. Đó. Xem nội thất nó đây. Đây, cây này khá đẹp nha, hàng của Nhật. Em hỏi thì em quay lại cho em xem nội thất luôn. Made in thì của Gia Băng ha, mã số đây. Rồi đây là cái phần nội thất của nó,
Rồi vỏ lo thì em còn mẫu agay 40, agay 30. Agay 40 thì đây ha, em còn 4 cặp đó, quay sơ sơ cho anh em xem. Rồi lưới thì em để ngoài rồi, em chưa lắp vô ha. Họng chạm đầy đủ nha, giá là 2,2 triệu một cặp. Rồi vỏ này thì giá là 1 triệu một cặp nha anh em. Vỏ 40. Họng 23, họng chạm đầy đủ nha. Rồi vỏ súp đôi thì em để ngoài kia, tại em chưa kịp đem vô nhà nữa. Vỏ súp đơn, đó, vỏ súp đơn thì em còn 2 cặp ngoài kia. Vỏ này thì 300k. Em cho đem lại nhà chở nha. Vỏ nỉ giá là 300 một cặp ha, cặp súp. Dán ép có hơi mọt nhẹ nha, mà mọt nhẹ nó mọt nhẹ nha, 300.000 thôi. Còn anh em lại nhà thì cho 200 uống cà phê cũng được luôn, hay là tặng luôn ha. Đó, vỏ 50, vỏ nỉ. Còn vỏ kia thì vỏ dán ép nha. Rồi cuối video thì anh em cho mình xin một like, đăng ký kênh mình phát triển nha. Không có hàng rẻ hợp lý hơn nữa gì cho em sử dụng. Rồi chào tạm biệt anh em.